ổi là một trong những loại trái cây cung cấp cho bạn nhiều vitamin C nhất trên mỗi phần bạn ăn được. Có khi là nó sẽ nhiều hơn chanh hoặc cam. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì á, đôi khi chanh tính trên mỗi cái quả, trên cái mỗi cái thể tích của nó có thể nhiều vitamin C hơn ổi. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể ăn được một cái khối lượng của nó. Bạn hiểu vấn đề không? Chứ còn như ổi, bạn có thể ăn hẳn mỗi lần mà ăn hết một quả như thế này vào giấc cỡ 3 giờ chiều, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy là bạn giảm được nửa ký rồi. Xua luôn. Tin tôi đi. Nhớ nha. Quả này ăn thứ hai, quả này ăn thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, 3 giờ chiều. Tại vì sao? Bạn dễ dàng bạn giảm được nửa ký sau khi bạn ăn ổi từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, bởi vì cái thể tích của nó quá lớn. Trong cái khối lượng calorie nó chỉ có vài chục calorie. Vitamin và nước, chất xơ của nó quá nhiều so với cái nhu cầu cơ thể của bạn. Và khi bạn đưa vô cơ thể rồi thì nó báo não là đầy rồi, không ăn thêm đồ ngọt, trà sữa, bánh ngọt các kiểu nữa. Thì bạn cứ hình dung đi, cùng một cái lượng lấp đầy bao tử, một bên bạn chọn một cái miếng bánh hoặc là 5 cái bánh cả 500 calorie, một bên chỉ có một cái quả ổi vài 30 calorie. Một tuần là bạn dư sức, bạn giảm trên lệch 3-4.000 calorie để bạn bay hết nửa ký mỡ rồi. Vậy tại sao bạn không chọn quả ổi? Nó quá tuyệt vời và đơn giản. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Ok.